Nguồn tin từ Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 6 tháng 10 cho hay cơ quan này đã liên tiếp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương 1982, trú thành phố Biên Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Lương, để điều tra về tội trốn thuế. Theo điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Lương, trụ sở đóng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, chuyên về lĩnh vực xây dựng, có khá nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại thành phố Biên Hòa. Ông Nguyễn Tấn Lương chủ doanh nghiệp đã bị bắt. Từ năm 2012 đến 2018, Nguyễn Tấn Lương đã dấu hiệu trốn thuế. Ngay sau khi khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, công an đã khám xét trụ sở công ty Phú Gia Lương, thu nhiều tài liệu. Ông Lương lúc bị dẫn giải về công ty Phú Gia Lương để thực hiện lệnh khám xét. Như báo Người Lao Động đã liên tiếp thông tin, ngày 12 tháng 6, tại nhà hàng Lâm Viên, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, đã xảy ra vụ ẩu đả, kế tiếp, dẫn đến việc nhóm giang hồ dây hãm, giằng mặt nhau gây rúng động trật tự an ninh bên trên địa bàn. Khám xét GT của ông Lương khi ông này bị bắt tạm giam.